Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với kênh cập nhật giá vàng của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh bằng cách kéo xuống phía dưới, ấn vào chữ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sớm nhất và chính xác nhất về cập nhật giá vàng hàng ngày. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng trong nước có những diễn biến rất trái chiều ở các hệ thống vàng. Đối với hệ thống SCC và hệ thống Doji thì lại có xu hướng giảm về cả giá mua và bán. Tuy nhiên thì đối với hệ thống PNG cũng như là hệ thống vàng Ngọc Hải thì lại có xu hướng tăng. Cụ thể giá vàng ở trong nước và trên thế giới trong buổi sáng ngày hôm nay được cập nhật như sau. Giá vàng thế giới thì đang được giao dịch ở mức đó là 1488,7 USD trên một ounce và chưa có sự thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tiếp theo đó là đối với giá vàng ở trong nước, các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình, chúng ta có thể thấy rằng chiều mua và chiều bán của hệ thống SCC và Doji thì đều có xu hướng giảm, đó là giảm từ 30.000 đồng cho đến 180.000 đồng trên một lượng. Cụ thể SCC ở Hà Nội chiều mua vào là 41.600.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.900.000 đồng trên một lượng. Và đối với SCC ở Hà Nội ấy thì có giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đây là mức giảm khá là thấp so với hôm qua thì giảm đến 120.000 đồng cơ. SCC ở thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm 30.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra và chiều mua vào đang 41.600.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.880.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở Hà Nội chiều mua vào 41.620.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.820.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào thì có giảm 30.000 đồng và chiều bán ra là giảm 80.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng giảm 30.000 đồng ở chiều mua vào và giảm đến 180.000 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức giảm rất là sâu và chiều mua vào hiện nay là 41.620.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.720.000 đồng trên một lượng. Đó là đối với giá vàng SJC và Doji ở hai cái thị trường vàng lớn nhất cả nước, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là SJC ở một số tổ chức lớn trong phạm vi cả nước như là hệ thống Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, hệ thống vàng Phú Quý, Ngọc Hải vân vân thì cũng có sự thay đổi, phần lớn là tăng về giá mua và giá bán. Cụ thể như là hệ thống Mi Hồng SCC chiều mua vào thì tăng 50.000 đồng, tuy nhiên chiều bán ra lại giảm 30.000 đồng. Và hiện nay Mi Hồng SCC mua vào đang 41.670.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.820.000 đồng trên một lượng. Đối với Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào là 41.650.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.830.000 đồng trên một lượng và cũng chưa có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Cả hệ thống Phú Quý nữa cũng chưa có sự thay đổi các bạn ạ. Vẫn đang giữ mức 41.650.000 đồng ở chiều mua vào và 41.850.000 đồng ở chiều bán ra. Đối với hệ thống PNG của vàng SCC thì chiều mua vào là 41.600.000 đồng và bán ra là 41.900.000 đồng. Và trong hệ thống này thì có tăng 20.000 đồng. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình thì cộng 20.000 đồng, tức là giá tăng. Còn đối với Ngọc Hải SCC ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì có giá đó là 41.440.000 đồng và tăng 140.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và chiều bán ra là 41.840.000 đồng và cũng tăng 40.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn hệ thống PNG một lượng thì tăng 20.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Và hiện nay PNG một lượng là chiều mua vào là 41.400.000 đồng và bán ra là 41.900.000 đồng. Đó là SJC ở một số tổ chức lớn. Còn đối với các thương hiệu vàng khác như nhẫn tròn của hệ thống Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu thì hiện nay đang được bán với mức đó là 41.660.000 đồng trên một lượng và bán ra đó là 42.110.000 đồng trên một lượng. Nhẫn SJC 24K chiều mua vào là 41.590.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.040.000 đồng trên một lượng. Và đối với nhẫn SJC 24K thì có giảm 30.000 đồng.
Nhẫn phú quý 24K thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua và hiện nay đang giữ giao dịch ở mức đó là mua vào 41.450.000 và bán ra là 41.950.000 đồng trên một lượng. Ngọc Hải 24K ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.400.000 đồng và có tăng 100.000 đồng và bán ra là 41.800.000 đồng. Hệ thống PNG nhẫn 24K chiều mua vào là 41.400.000 đồng và có tăng 20.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.900.000 đồng, cũng tăng 20.000 đồng trên một lượng. PNG nhẫn tròn 24K chiều mua vào là 41.060.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.860.000 đồng trên một lượng. Đối với PNG nhẫn tròn này thì giá có tăng tăng 20.000 đồng trên một lượng và PNG 18K nhẫn tròn cũng tăng 20.000 đồng trên một lượng và hiện nay chiều mua vào là 30.150.000 đồng trên một lượng và bán ra là 31.550.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo đó là giá vàng tại một số ngân hàng lớn. Tại một số ngân hàng này thì chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng hệ thống Maritimebank thì có xu hướng tăng cả chiều mua và chiều bán từ 50 cho đến 100.000 đồng trên một lượng. Còn các hệ thống vàng khác tại các ngân hàng thì có xu hướng giảm. Cụ thể thì Maritimebank chiều mua vào đang mua ở mức đó là 41.720.000 đồng trên một lượng và có tăng 100.000 đồng và bán ra là 42.020.000 đồng và tăng 50.000 đồng. Hệ thống Sacombank thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Ngân hàng Eximbank chiều mua vào là 41.630.000 đồng trên một lượng và có giảm 40.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hệ thống ngân hàng SCB chiều mua vào là 41.450.000 và bán ra là 41.750.000 và đều giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra. Hệ thống TPBank Gold chiều mua vào giảm 30.000 đồng và chiều bán ra thì giảm 180.000 đồng. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Hình ảnh ở trên màn hình. Và hiện nay chiều mua vào là 41.420.000 đồng và bán ra là 41.920.000 đồng. Thế bạn có thể theo dõi cái số liệu ở cột thứ hai ấy, thì là chiều mua vào, và số liệu ở cột thứ ba màu trắng là chiều bán ra. Đó là đối với SCC tại một số ngân hàng trên phạm vi cả nước. Và trong ngày hôm nay thì hệ thống tiền ảo cũng tăng về cả giá mua và giá bán. Cụ thể như là Bitcoin thì có tăng 55.5 đồng trên một Bitcoin ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với tỷ giá ngoại tệ ở trên thế giới thì đồng đô la Mỹ vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Đô la Úc thì có tăng 53 đồng ở chiều mua vào và 54 đồng ở chiều bán ra. Đô la Canada thì có giảm 43 đồng và 44 đồng lần lượt ở chiều mua vào và bán ra. Đồng euro thì có tăng 25 đồng và 26 đồng lần lượt ở chiều bán ra và hiện nay euro đang bán mua vào ở mức đó là 25.527 đồng và bán ra là 26.533 đồng. Đồng bảng Anh cũng có xu hướng tăng trong ngày hôm nay. Thì các bạn có thể theo dõi một số cái ngoại tệ khác ngoài những đồng đô la Mỹ, bảng Anh, yên Nhật, đồng euro. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật giá vàng trên phạm vi cả nước đến quý anh chị và các bạn. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.